Ở cùng với hắn sẽ có cảm giác tín nhiệm vô điều kiện. Cảm giác thân thiết này dường như trước đây chỉ xuất hiện trên người của mẫu thân. Cho dù là vị phụ thân đang dốc lòng dạy bảo mình cũng không có cảm giác như vậy. Không biết tiểu đường hiện tại thế nào, có phải là ở học viện gia lý quét rác hay không, bế quan không biết bao lâu nữa mới kết thúc. Tiểu Mỹ tới đây. Đúng lúc này bên tai của nàng truyền đến âm thanh của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Vâng, ngân quang lóe lên, Mỹ công tử lúc này biến mất. Tin tức chiến đội Sử Lai Khắc lần nữa xuất chiến rất nhanh đã lan khắp Khành Gia Lý, nhất là khu vực của phụ thuộc nhân loại. Trận chiến trước, chiến đội Sử Lai Khắc đánh bại chiến đội Kiếm Ma, quả thực là ngoài dự liệu của mọi người. Quan trọng hơn là chiến đội Sử Lai Khắc đã thể hiện ra được thực lực vượt qua sức tưởng tượng của khán giả. Thế nhưng đồng thời, trong trận đấu đó, chiến đội Sử Lai Khắc cũng bị trọng thương. Lúc này mới qua nửa tháng, bọn họ đã khôi phục rồi sao? Có thể tham chiến lần nữa sao? Đối với nhân loại, đây là một tin tốt. Không nói trước cuộc chiến thứ 5 thế nào, chỉ ít thì đã chứng minh rằng mình vẫn ổn, đã có thể tiếp tục dự thi. Trận đấu này được đấu thú tràng nhiệt liệt truyền đến là cả nhanh chóng trở thành sự kiện tiêu điểm. Mà đối thủ của chiến đội Sử Lai Khắc, đấu thú tràng vẫn nghiêm mặt giữ bí mật. Đánh cược mở ra, đặt cược thắng bại lại xuất hiện. Sau khi biết tin tức này, Vũ Băng Kỳ muốn tham gia nhưng bị Đường Tam ngăn lại, không được tham gia đánh cược. Đường Tam có lý do của hắn, hắn không hy vọng các đồng bạn có thói quen tham gia đánh cược để kiếm tiền, không thể để sinh ra thói quen cờ bạc. Hơn nữa bọn họ đặt cược với số tiền lớn dễ thu hút chú ý của quan phương và đấu thú tràng. Lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, thứ ba, số tiền đặt cược càng lớn thì càng khó khống chế lòng tham, rất có thể sẽ bị đấu thú tràng đánh lén. Mục đích của bọn họ ở nơi này là thu hoạch danh hiệu quý tộc, không phải là tranh thủ kiếm tiền cùng mạo hiểm. Vũ Băng Kỳ thành công bị Đường Tam thuyết phục. Trước khi đến đấu thú tràng, hắn vẫn chỉ đem tất cả nguyên tố tệ để lại Hoàng Kim Sơn Cốc, bàn giao cho các thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Vạn nhất bọn họ không về được thì đưa lại cho trấn trưởng. Dù cảm thấy rằng chuyện này không tốt lắm nhưng mọi người cũng để tùy hắn. Lại đến đấu thú tràng, chiến đội Sử Lai Khắc vẫn như cũ hơi bồn chồn tiến vào nơi tràn ngập mùi huyết tinh này, bọn họ dường như đã quen thuộc. Nhất là khi nghĩ về trận đấu trước, những người bị thương như Vũ Băng Kỳ, Trình Thứ Tranh cùng với Cố Lý đều có một chút sợ hãi trong lòng. Đêm qua, Đường Tam đã mang về tin tức cho biết đối thủ ngày hôm nay của bọn họ thuộc chủng tộc gì. Trận chiến hôm nay tuyệt đối không dễ dàng. Hôm nay bọn họ phải đối mặt với đối thủ đến từ cường tộc. Thị huyết ma viêm chỉ nói với Đường Tam một chữ. Hổ. Hổ tộc, năm tên đều là hổ tộc. Hổ là bách thú chi vương, trong yêu quái tộc hổ yêu nhất mạch cũng cực kỳ cường đại. Bách hổ đại yêu hoàng vẫn luôn luôn là một trong các cường giả đỉnh cấp, thống ngự toàn bộ hổ yêu, còn có cường giả hoàng kim hổ nhất mạch cũng đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Ngoài ra, hổ tộc còn có nhiều nhánh, cũng không thiếu cường giả, dù nhỏ yếu đến đâu, hổ tộc cũng không có huyết mạch nào thấp hơn cấp 3. Đối thủ hôm nay là hổ yêu, khả năng xuất hiện hoàng kim hổ rất nhỏ. Hoàng kim hổ có thân phận cao quý sẽ không đến đấu thú tràng tham gia tranh tài. Quý tộc hầu như đều là người quan chiến. Nhưng không thể nghi ngờ, đối thủ của bọn họ nhất định là phi thường cường đại, thực lực sẽ không kém chiến đội kiếm ma trước đó. Nhắm vào một chút đặc tính của hổ yêu, Đường Tam cũng đã bố trí một số chiến thuật đặc thù. Khi mà bọn họ tới đấu thú tràng thì trời còn chưa tối, sắc trời vẫn còn sáng tỏ, nhưng mà đường phố đã nhộn nhịp đông người, đúng vậy vẫn là nhân loại. Bọn họ đều đang mong đợi trận đấu này. Khi đi ngang qua nghe được tiếng thảo luận, cơ hồ đều nhắc tới chiến đội Sử Lai Khắc bọn họ. Hiện tại thì chiến đội Sử Lai Khắc đơn giản chính là ánh sáng của nhân loại. Đây chính là động lực, đồng thời cũng là áp lực. Trận bàn thứ 3 hôm nay có thể sử dụng. Độc Bạch sư huynh, Đường Tam nói với Độc Bạch. Ánh mắt của Độc Bạch sáng lên. Trước đó Đường Tam đều không cho hắn động vào trận bàn thứ 3. Các trận đấu trước dùng cũng vô dụng. Bởi vì khi mà sử dụng trận bàn thứ 3, thăng linh trận sẽ không dùng được do sinh ra xung đột nhất định. Không có vấn đề. Đến với đấu thú tràng, người chủ trì đã làm nóng bỏ không khí. Hôm nay là không còn chỗ ngồi, tin tưởng rất nhiều khán quý ở đây đều xem chiến đội Sử Lai Khắc, xem bọn họ có thể tiếp tục tiến về phía trước hay không. Chiến đội này vẫn đang sáng tạo kỳ tích. Mỗi khi mà chúng ta tưởng bọn họ không thể nào chống lại đối thủ thì bọn họ luôn luôn có thể lật ngược ván cờ, dùng thủ đoạn nổ đầu, làm bạo lực để đi tiếp. Như vậy thì đối thủ hôm nay của bọn họ là ai đây? Có thể tiết lộ một chút cho mọi người là chiến đội này cũng đã thu được 5 trận thắng, hơn nữa đã một thời gian không xuất hiện ở đấu thú tràng. Vừa hay lần này bọn họ muốn dự thi, 3 ngày trước đã đến đấu thú tràng, bọn họ cũng không biết đối thủ của mình là ai. Nhưng ta tin tưởng chiến đội Sử Lai Khắc rất khó vượt qua chiến đội này, trước thực lực tuyệt đối tất cả kỹ xảo đều vô dụng.
Bàn đánh cược vẫn được mở như cũ, nó sẽ được mở đến thời khắc cuối cùng trước khi tranh tài bắt đầu. Các vị khách quý, mọi người đã có thể bắt đầu đặt cược rồi. Bàn đánh cược hôm nay lấy ra 3 phút làm đơn vị. Lại tiết lộ thêm một bí mật cho mọi người, ta đã đặt cược 6 phút. Haha, các vị khách quý có thể suy nghĩ một chút nên đặt cược như thế nào. Nghe lời của người chủ trì, trên khán đài lập tức cười vang. Đi đường khác đi, đi xuống biển ấy. Người chủ trì khinh thường nói, biển cả có gì tốt, chẳng lẽ mỗi ngày ăn hải yêu sao? Lựa chọn của ta luôn luôn vững vàng. Tiếng cười lại vang lên lần nữa, hiển nhiên là danh tiếng của người chủ trì ở phương diện này không tốt lắm. Không nói nhiều, bắt đầu đếm ngược. 10 phút đánh cược trôi qua rất nhanh, cũng có nghĩa là trận chiến sắp bắt đầu. Hai cửa chèo chậm rãi lưng lên, 5 người chiến đội xử lý khác rất nhanh đã xuất hiện. Mặc dù trên mặt của bọn họ đều mang mặt nạ, nhưng từ thân hình cũng có thể thấy chiến đội xử lý khác không thay người, vẫn là 5 người như lúc đầu. Hơn nữa thoạt nhìn thương thế đã khỏi hẳn. Đội trưởng chiến đội xử lý khác lần trước thiếu đốt huyết mạch vẫn đi trước nhất, nhìn qua thì sinh mệnh lực lượng tiêu hao dường như đã khôi phục. Thiên tài địa bảo khôi phục sinh mệnh lực, bồi bổ bản nguyên đương nhiên có, nhưng giá cả vô cùng cao. Đây cũng là nguyên nhân thị huyết ma viêm tin tưởng lời nói của Đường Tam khi anh nói đã tiêu hết tiền mua linh quả khôi phục tự thân. Mà khán giả là nhân loại thì rất hưng phấn khi mà thấy chiến đội xử lý khác hoàn chính. Số lượng nhân loại đến đây xem trận chiến ngày hôm nay đã nhiều hơn trước 1/3. Nhưng khi khán giả nhìn đến cửa chèo bên kia thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đối thủ của chiến đội xử lý khác là 5 tên đều cao hơn 2,5 m, thân hình cường tráng, khí tức hùng tàn. Đặc điểm chung lớn nhất của bọn chúng là trên trán có chữ vương rất to, tóc đen, chữ vương trên trán màu đen, cánh tay lộ ra bộ lông đen có vầng màu vàng nâu. Ma hổ, hổ tộc nhất mạch, huyết mạch chuẩn cấp 2. Ma hổ cũng được gọi là ám hắc ma hổ. Trong hổ tộc này không phải là một chủng tộc hòa đồng, bọn chúng có tính cách bảo ngược, am hiểu khống chế nguyên tố hắc ám, thực lực cường hãn. Bọn chúng là tồn tại đối lập với nhất mạch khống chế nguyên tố quang minh hoàng kim hổ và huyết mạch biến dị bạch hổ. Ma hổ nhất mạch không tồn tại đại yêu hoàng nên không thể cạnh tranh, vì vậy mà không tiến vào trong dòng chính của trong hổ tộc. Nhưng điều này không có nghĩa là ma hổ không mạnh. Ngược lại, trong hổ tộc, bọn chúng là các nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Huyết mạch chi lực mặc dù không bằng hoàng kim hổ nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Huyết mạch chuẩn cấp 2 chính là do đó mà tới. Bởi vì tính tình bạo ngược nên ma hổ thường xuyên xuất hiện ở đấu thú tràng, bị hoàng kim hổ chèn ép. Ma hổ cũng không có phân phận quý tộc, điều này càng làm cho bọn chúng thêm bất mãn và hung hăng hơn. Hôm nay chiến đội xử lý khác phải đối mặt với một chiến đội ma hổ như vậy, một tên kiểu dài, 4 tên bát dài. Bọn chúng còn có con mắt màu tím đen, ánh mắt bằng lãnh mà tàn nhẫn, nhìn 5 người chiến đội xử lý khác nhỏ gầy trước mặt, rất có cảm giác khinh thường. Thấy chưa, nhìn thấy chưa, giờ thì biết tại sao ta lại đặt cược bàn 6 phút đi. Chính là bởi vì hôm nay chiến đội xử lý khác sẽ phải đối mặt với chiến đội ma hổ vô cùng lãnh khốc, vô cùng hùng tàn và cực kỳ mạnh mẽ. Ta rất tin tưởng chiến đội ma hổ có thể chiến thắng trong vòng 6 phút. Nhiều kỹ xảo đến đâu cũng không có cơ hội trước sức mạnh tuyệt đối. Lĩnh vực của chiến đội ma hổ hoàn toàn áp chế chiến đội xử lý khác, ta rất xem trọng bọn hắn. Khán giả nhân loại lúc này không khỏi ngừng thở. Người chủ trì nói không sai, ma hổ đúng là phi thường mạnh mẽ. Mà trong 5 tên này đã có một tên kiểu dài. Chiến đội ma hổ này trước khi đã tham gia đoàn chiến và thắng 5 trận liên tiếp, mỗi lần đều hùng tàn xé nát đối thủ của bọn chúng. Bọn chúng được xem là phi thường có khả năng thông qua 10 trận thắng thu được danh hiệu quý tộc, nhưng tiếng xấu cũng vang xa. Không nghĩ tới trận thứ 5 của chiến đội xử lý khác lại phải đối đầu với bọn chúng. Bọn chúng cũng không chú ý tới biểu lộ lúc này của chiến đội xử lý khác. Tất nhiên do đeo mặt nạ nên không thấy quá rõ ràng, còn ánh mắt bởi vì quá xa nên càng không nhìn rõ. Lúc này 4 người Vũ Băng Kỳ, Cố Lý, Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh đều kinh ngạc. Bọn họ theo bản năng nhìn Đường Tam một cái. Nguyên nhân đơn giản là ngày hôm qua khi mà biết đối thủ là hổ yêu, khi mà phân tích Đường Tam là nói với bọn họ đối thủ hôm nay khả năng rất lớn là ma hổ, ít nhất là trong 5 tên hổ yêu này sẽ có ma hổ làm chủ lực. Mà bây giờ tình hình trước mắt đã chứng minh lời nói của Đường Tam, mà chiến thuật ngày hôm nay đặc biệt nhắm vào ma hổ dễ đối phó sao? Đáp án đương nhiên là không, vô cùng khó đối phó. Bản thân của ma hổ không chỉ có lực lượng thân thể mạnh mẽ, tất cả công kích của chúng còn mang theo thuộc tính hắc ám, lực lượng ăn mòn cực mạnh, hơn nữa tinh thần lực lượng cũng rất cường hãn, có thể thi triển các kỹ năng hắc ám khác nhau, công kích tầm trung cũng khá kinh khủng, nhất là đối phương còn có cường giả. Kiểu sai có thể nói chiến đội này không có gì thiếu khuyết. Nếu như không phải ma hổ nhất mạch không có đại yêu hoàng tồn tại, thì kẻ thống trị chân chính ở hổ tộc này không biết là ai đâu. Nói về vấn đề này, vấn đề duy nhất mà ma hổ quá bạo ngược nên sự thông minh kém hơn hoàng kim hổ không ít.
Song phương chuẩn bị, âm thanh người chủ trì cao lên. Chiến đội sử lai khắc bên này, Độc Bạch lấy ra một trận bàn, nhanh chóng thắp sáng nó. Lập tức thì một mảnh quang mang màu vàng nhạt vẩy xuống mặt đất, hóa thân thành trận hòa văn tỏa mắt sao quang kim. Đôi mắt của 5 người này đều sáng lên. So với hai trận bàn bọn họ sử dụng trước đó, thì trận bàn này khá đặc biệt. Sau khi kích phát, dưới chân của bọn họ hiện lên trên từng đạo kim văn. Bọn chúng đang xen lẫn nhau làm cho 5 người xếp thành hàng. Đứng trước mặt là Vũ Băng Ký, Đường Tam ở vị trí thứ hai, Độc Bạch thứ ba, Cô Ly thứ tư, Trinh Tử Tranh đứng cuối cùng. 5 người giống như là một chính thể. Cùng với lúc này, đối thủ của bọn họ đồng thời dâng lên khí lưu màu đen,